Nãy tập trung bắn người mà tôi chỉ thấy khi nào nó mở mắt ra tôi mới bắn mắt thôi. Nếu 3 phút rồi chết thì nó cầm súng gì để bắn nữa. Vậy tôi cũng không được cầm sọt kênh nữa. Bắn lúc trúng lúc không cũng khó. Chia ra thôi. Dài. Giờ mỗi đứa nơi tiếp. Tôi đi bên thùng rác chứ. Giống game không cây to reo ha. Nhân vật chính khoái móc thùng rác. Con má cái thùng. Nên gì nói chuyện gì tầm này bên bên nhà lữ hành mình, nhà lữ hành mình ấy, thì má ăn hành thấy bà luôn, đi làm cu ly bên đó đấm trước tính tiếp. Đấm đấm trước tính tiếp. Câu thoại, cái câu thoại nào cũng có câu thoại là đấm khắp hết đó, đấm hết đó. Nó bắt đầu nó spawn random rồi đó, hướng ấn hay thùng rác bắt đầu banh random luôn rồi, khó chịu đây. No, nó không có việc đó. Dò thấy bạn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nội cha nữa. Ôi đồ 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 địt mà nếu có sập gần nếu chơi nó được. Khó này. Hình như cái mod của tôi nó mất tác dụng rồi sao? Cái sập gần mất cái mod luôn rồi. Cái đậu xanh một đống con hề luôn. Trong Zombieland nó sẽ nói một câu là double tap cộng thêm giết cả hề. Mình chưa có giữ này. Má là cái gì. Tôi hướng khác chứ, tôi làm gì dễ bị bắt lúc đó. Một cái miếng thằng VIP rồi méo gì bắt được, tôi lắm thì mới dính thôi, tôi mới thục nó đi rồi. Má tôi thục mà chơi tôi bỏ chạy mà hết đạn nữa chứ má. Mới kiếm coi sọc lên mới quay lại. Hey, I'm reloading.
Còn mấy dấu ấn này nha. Ồ, hai cái nữa. Hồi nãy có một cái trong đường hầm, không biết nó còn trong đó không? Tôi vô tôi tìm. Cái đường nãy tôi chết nhỏ á. Đường lúc mà tôi bị Hunter chụp lần đầu á. Có một cái trong đó không biết có không? Ừ, cái ống đó đó, hên xui. Thường thường nó sẽ có power đó. Không có. Nhờ hai cái ở ngoài đó. Nhà thờ nãy tôi chui vô rồi, không thấy. Có một dấu ấn ở trong nhà thờ rồi. Lần này chắc nó trong nhà kho hay gì quá. Hey, anyone out there? Để hai con boss nó tự lo cho nhau đi. Má hai con boss nó đi theo tôi mà nó ở xa tôi cách 2 mét. Covid. Chú lấy AK đi. Tôi sẽ qua chỗ chú lấy shotgun. Thao. Đang đi dò đường mà. Khỏi cứ đi tiếp đi. Tí nữa hơn thì tôi gặp mấy cây sọt lên, còn nó tôi xui thì tôi không thấy nó thì thôi. Có duyên nữa mà. Duyên phận nó như thế nào. Chết bà hết đạn rồi. Chú không bắn não rồi, chú dở rồi. Chú biết tôi mà. Ok, cây sọt trên không có mốt. Bụng. Tới đây. Weapons over here for a bit. Một cô elite còn xíu máu lên đây lấy này cũng đỡ. Careful, I hear a boomer. Ồ, có một cái đây. Đấy, trên cầu thang mới ghê chứ. Còn cái cuối cùng. Alice, time for you to heal, boy.
Damn, I hurt. Ammo here. Chỗ khỉ gì như hồ ma thế. Ừ. Big gun. Okay. Yeah, đúng rồi. I'm really hurt. Ý? Không, tôi nên đi khám phá. Mở được cái cửa rồi. Ừ. Tôi đi vòng lại tôi coi. Nó đẹp không? Máy vô nó hồi thấy mẹ luôn. Đứng tim luôn á. Nó hồn cái đứng tim luôn. Một con tim nhỏ bé của tôi. Hầu cái tôi đứng hình luôn rồi. Tôi nhìn nó thôi. Với một người với IQ không có số nào cho tôi. Tôi sẽ lượm grenade rồi chơi và phá bánh khu này. They putting a hurt on you, but ain't no thing. Lần này nó spawn random không biết nó ở đâu. Chest paddles here. Hú hồn con tròn. Holler back at me, folks. Đâu ta, suy nghĩ là có khúc nào mình chưa kiếm không?
Hey, anyone out there? We ought to heal up. Bà mẹ. Má. Má gì là tôi bỏ qua khúc đó. Chết luôn. Thiệt luôn chứ. Tôi dò cái nhà ma nãy giờ luôn. Đi nhà ma nãy giờ mấy lần. Kiểu cố chấp mới không? Đi theo hướng tôi. Ừ. Cái tiếng không được vui vẻ lắm. Nó chạy rồi. Ủa không thấy tăng. Không có tăng. Hút à. Còn lại lấy AK. Mấy đèn nổ rồi. Mấy hình tơ ở đâu đây? Nghe tiếng không thấy. Tôi 95 rồi. Hồi hồi lên 99 luôn. Ủa tăng ở trên đây à? Con má nó bị xiên kìa. Nó chết mẹ luôn kìa. Thôi đi nào. Tôi có hai cây lục mà. Let's go. Go. Reloading. Ammo here. Almost there. Mình có mắc luôn rồi. Còn nó đè đầu luôn. Kêu liên tục gáy đi tao không gáy nữa mở mắt ra đi chợ bơm rồi đầu điệt mở má hai thằng tỉa con mắt cái nhỏ chết luôn tỉa như con nha. Captain, somebody out there. Ừ, chưa tới 3 phút luôn á thì ra chúng ta đã sai công thức má ơi.
để hồi nãy mình cũng để easy luôn hả? Hay normal? Easy mà sao má dai chó đấy. Hiểu hiểu. Là làm tuổi trẻ má toàn không hết không.